nay bác ở nhà. Vâng. Cháu nhớ nghe. Cháu về đây có bị gì không? Cháu lên hỏi bác xem cái vó bè dưới kia là của bác à? Vâng, của bác. Thế bây giờ bác còn làm? Bác bỏ lâu rồi. Làm con trượu tôm, con trượu cá, bỏ rồi. Cháu tính lên đây hỏi em bác không làm, cháu xin làm. Nếu làm được thì làm. Vâng. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tôm giáo đấy. Tôm giáo. À, hai lồng nghe. Có bán tàu này. Béo hôi đúng không? Hôi, cái này ché mà cá ổ. Còn phải chỉ là cũng mịt dáng thôi. Ừ, như thế này nè. À, áo kiểu mỡ. Đó, ăn này. Ôi. Cô đặt ba nè, cô đặt đi đó. Ừ. Tôm béo với dán này. Ôi ồ. Ôi. Tao đã hô ồ. Tao có tôm gì nữa. Ôi tôm béo. Cái này chiên to rồi này. To to rồi này. Nó phải bao một tô cơ cả. Ừ, cái gì nào ạ? Bỏ ăn tốn quá. Nát nát đi, mình hết đi bỏ rồi. Không nên kêu bao tay. Ừ. Phải xài tôm. Ừ, có chuyện thời gian mà. Cứ được thời gian. Ừ. Là một thịt canh của mẹ. Ừ. Một thịt dưới riêng nó có cả đây. Lòn lòn con tờ đèo lòn này. Ngang đặt ngang đặt ngang. Còn riêng riêng cả quả áo này. Đặt ngang nó thịt canh. Bột 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 bột. Chắc cô hơi ý nghĩa ngọt nhỉ. Mình đang ngọt. Phải vơm nhé, phải vơm tải với mình cân nào. Chị chăn bất tiền này. Chăn 30 nghìn. 30 nghìn. Ờ. 420. Ừ. Thì mày ra tài không? Ừ. Mày dứt xuống. Ừ.